Em Đức Hải Dương xin chào bác nhé. Thì mới nhất trong cái ngày hôm nay, em Đức Hải Dương lại làm video và báo giá cho anh em chị em thêm mẫu xe phân khúc đô thị, một chiếc Daewoo Matiz Joy được sản xuất năm 2008, nhập khẩu nguyên chiếc và đăng ký lần đầu tại Việt Nam là 2011. Và với mẫu Matiz Joy này thì được nhà sản xuất trang bị la răng đúc, phanh ABS, túi khí an toàn và cảm biến đùi anh em nhé. Với chiếc xe này thì được trang bị hộp số tự động, đi rất là nhàn nhã luôn. Và xe thì không đâm đụng, không tai nạn, keo chỉ zin, máy móc thì rất là êm anh em nhé, gầm chắc. Một dòng xe được trang bị khá là nhiều tính năng an toàn. Matiz, mẫu này nó là Matiz Joy anh em nhé, Matiz Joy. Form xe thì còn rất là căng, xe thì không có đâm xô vào đâu cả các bác nhé. Đây các bác này, form còn cực căng luôn anh em nhé. Giá lắp phần trên là răng đúc. Cụm đèn hậu của em nó đây các bác này, đèn hậu của em ở đây. Matiz. Đây là bốn cái cảm biến, có ba cảm biến đùi anh em nhé, ba cảm biến đùi. Cái cảm biến đùi này nó nguyên bản theo xe luôn anh em nhé, nguyên bản theo xe luôn, theo nhà sản xuất luôn. Đây. Đèn hậu. Xe thì còn rất là căng. Căng anh em nhé. Và la răng đúc thì la răng đúc của em này nó là la răng đúc nguyên bản theo xe, theo nhà sản xuất luôn. Lốp thì đã được lắp lên lốp Michelin rồi. Đấy. 5 quả la răng đúc. Thì với dòng xe nhập khẩu thì bao giờ nó cũng có phần body ở cái phần dưới này anh em này. Đấy, body kit ở dưới này. Đấy anh em nhé. Cái dòng nhập khẩu này đi khẳng định với các bạn là đi cực kỳ chắc chắn an toàn luôn. Kính này vẫn là kính zin anh em nhé, kính zin theo nhà sản xuất anh em ạ. Cái gương này vẫn là gương zin anh em, gương zin luôn. Đấy, đây các bác này, mẫu la răng đúc 5 nan nhưng mà cải cách rất là đẹp. La răng này là nguyên bản theo xe anh em nhé. Đây. Xe thì gầm sàn thì còn rất là ngon luôn anh em. Cái dòng xe nhập khẩu để gầm sàn nó cực kỳ chắc chắn luôn. Đăng kiểm thì đến tận tháng 10 năm 2021, khá là dài. Mẫu Matiz Joy này thì phần khi mà những dòng xe từ năm 2004 anh em nhé, 2004, 2005 Matiz Joy này đến tận 2009 thì cái mẫu Matiz Joy này nó đã được trang bị lên như một em Spark anh em nhé, Spark 2008. Và mẫu Matiz Joy này những chiếc 2005 nó đã được trang bị đèn từ bộ phận đèn trước đèn sau là đã là form mới rồi. Đây này. Cái phần đèn này không khác gì chiếc Spark cả anh em nhé, như một chiếc Spark luôn. Đấy, mẫu này được cái trang bị hộp số tự động. Đấy, là răng đúc của nó đây anh em ạ. Là răng đúc ở 4 quả. Đấy. Cái gương này vẫn là gương xịn theo xe anh em, gương zin luôn. Đấy, 4 quả là răng đúc anh em nhé, nguyên bản luôn theo xe. Gầm sàn em này thì còn rất là đẹp, không mà có hiện tượng là mục mọt gì các bác nhé. Đây anh em, gầm sàn cực đẹp luôn. Đấy, rất là chắc chắn. Kính thì vẫn là kính zin, kính zin theo xe. Chiếc xe này thì form cực căng, rất là căng. Chiếc này thì form dáng giống em Spark. Và giá hiện tại cái mẫu xe Matiz Joy này thì đang được bên em Đức chào bán giá là 100
140 triệu anh em nhé. 140 triệu là chúng ta sở hữu cho gia đình nhà mình một cái mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc. Em này keo chỉ zin hết các bác nhé, keo chỉ zin hết luôn. Đây các bác này, keo chỉ em này zin đét luôn anh em nhé, keo chỉ zin đét luôn này các bác này, zin hết luôn. Chỉ rất bé anh em, chỉ bé rất bé luôn, bé như sợi dây điện. Mẫu này được trang bị hai gương trước là hai kính trước là kính điện. Đấy, hai kính trước là kính điện. Và hệ thống chỉnh gương là cơ. Xe là nguyên bản anh em nhé. Ốc ác của em ở đây. Đấy, bốn con ốc trung nguyên bản thôi, chưa có ra một cái nào cả. Trang bị túi khí an toàn các bác này, trang bị túi khí an toàn. Đấy. Thì thường thì xe Việt Nam thì xe bình dân nên là cái này thì thực tế ra là bình dân với người bên kia, bên nước ngoài. Còn ở bên Việt Nam mình thì nó là một dòng xe khá đặc biệt. Keo chỉ em này zin hết. Được trang bị màn hình cam lùi. Đây hộp số tự động của nó đây anh em này. Hộp số tự động đây. Đấy. Thì cái mẫu này trước nhà em cũng có một con. Cũng 2008 màu xanh nước biển. Đấy. Và đi thì rất sướng luôn, đi cực kỳ chắc chắn. Rất đầm anh em nhé, cực kỳ đầm luôn. Khẳng định với các bác là rất đầm, chắc. Đấy. Đây kéo chỉ em này. Chất lượng em này thì anh em chị em mua về cũng sẵn đổ xăng. Hai kính sau thì nó cũng là kính quay tay, kính quay tay bình thường như cái kính kia thôi anh em ạ, bình thường như kính kia. Đây anh em ạ. Keo chỉ của em là zin hết luôn anh em nhé, zin hết luôn, zin đét luôn. Đấy. Trần thì đã được bác chủ nhân lên trần 3D, trần 3D. Một trăm bốn mươi triệu là anh em chị em sở hữu cho gia đình nhà mình một cái mẫu xe 5 chỗ ngồi. Xăng thì con này khẳng định các bác là ăn như ngửi luôn. Đấy, cực kỳ tiết kiệm xăng. Dòng Matiz này thì đâu đó là rơi có khoảng tầm 5 đến 6 lít xăng trên 100 km. Toàn bộ cột kèo đinh cán đằng sau của em ở đây anh em. Anh em. Toàn bộ cột kèo đinh cán đằng sau đây. Kèo chỉ là hết thì các bạn nhìn gì hết. Kèo chỉ của em nó gì hết luôn anh em. Thì với chiếc xe này bác chủ nhân cũng là một người khá là giữ gìn. Đây, toàn bộ kích kiếp của em ở đây. Kích kiếp của em ở đây anh em. Kích kiếp của em ở đây. Không có hiện tượng bục ngoặt gì anh em nhé. La răng sắt theo xe. La răng sắt theo xe. Gạt mưa, gạt mưa sau đây. Anh em chị em chúng ta mua vàng sắt đổ xăng thôi, thay còn xe máy mà đi. Che nắng che mưa phục vụ gia đình. Giá 140 triệu. Cực kỳ hợp lý luôn cho anh em. Đây. Đây nhá. Keo chỉ thì của nói em nó thì zin hết luôn anh em, zin đét luôn anh em nhé, zin đét luôn này các bác này. Đấy, một con xe còn cực chất luôn và giá thì lại hợp lý.
chỉ vô đây anh em, tao chỉ đây. Zin hết luôn anh em nhé, zin hết luôn. Zin hết luôn. Khẳng định các bác là tao chỉ zin. Đây. Hộp ác của em đây. Đây. Mẫu này thì được trang bị có một cái túi khí an toàn thôi anh em, chỉ trang bị cho một túi khí an toàn, người bên lái. Bên này thì không có túi khí anh em nhé, không có túi khí. Đấy. Form từ cái phần này này của nó này thì nó na ná giống em Spark. Rồi chúng ta sẽ ra ngoài khoang động cơ kiểm tra khoang máy của em nó. Có hiện tượng là bị đâm xô chỗ nào anh em nhé. Đấy, không có hiện tượng là bị đâm xô nào luôn. Nguyên bản luôn. Keo chỉ đây anh em ạ. Keo chỉ zin hết luôn. Đây, keo chỉ nào, qua đây. Cái dòng xe nhập khẩu này thì khẳng định với các bác là các bác đi là khẳng định các bác là chắc chắn hơn là dòng xe Việt Nam rất là nhiều. Đấy. Anh em chị em chúng ta mua về thì cứ vô tư. Sử dụng rất ok. Anh em à. Đấy. Có gì đâu. Em Đức sẽ mở lại nhá. Đấy, bao túi khí này. AT này. Đấy. Kiểm tra cam lùi cái. Cam lùi hoạt động khá trên chu anh em nhé, căng luôn, đấy, nét căng. Thì cái dòng này thì nó cũng có 1-2 số bò dốc anh em, 1-2 này và D. Đấy, thì chúng ta sẽ ra ngoài xem máy em nó. Cái dòng Matiz này thì được trang bị động cơ 3 máy rồi nên là những yêu hào nhiên liệu rất tiết kiệm nhiên liệu luôn. Mọi chức năng thì của em Matiz Joy này thì hoạt động khá là trơn tru. Anh em chị em chúng ta mua về sẵn đổ xăng thôi. Thường thì quay về ban ngày mà trời sáng thì em sẽ bật cái đèn này đi. Bật đèn này cho các bác. Anh chị và các bạn mà chúng ta muốn xem trực tiếp và lái trải nghiệm thì cứ đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương hoặc ga Thái Thiên Hành Hải Dương. Trên trục đường 5 hướng Hà Nội Hải Phòng. Các bác alo cho em Đức qua số điện thoại là 0975567089. Anh chị và các bạn chúng ta muốn mua một mẫu xe nào đó thì các bác cứ comment ở phía dưới thì em Đức sẽ tìm cho các bác và giá rất hợp lý. Với cái mẫu xe Matiz Joy sản xuất năm 2008 này thì xe nó cũng giá rất cứng anh em nhé, rất cứng. Đấy. Xe đẹp thì giá cứng các bác nhé. Anh em chị em chúng ta mua xe nên cân nhắc tiền nào vải đấy thôi. Xe đẹp thì tất nhiên giá nó sẽ đẹp. Xe vừa thì giá sẽ vừa. Chiếc
xe thì sẵn đầu xăng thôi. Và sau đây em Đức sẽ kết thúc video, hẹn anh chị và các bạn ở những video clip lần sau. Vâng, em Đức Hải Dương xin chào bác nhé.